Châu Bùi, An Tây, người tỉnh táo là người kịp rút ra khỏi mối quan hệ toxic, chia tay tình cũ là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời Châu Bùi, vì thoát khỏi người đàn ông gia trưởng, còn được cưng như trứng khi yêu Binzy. Anh là con trai, nên anh có quyền được chửi em. Vẻ đẹp không nằm trên gò má người thiếu nữ, mà nó nằm trong ánh mắt của kẻ si tình. An Tây năm đó bị gian bi xài quy tắc bàn tay phải. Hậu đường ai nấy đi liền lên hương nhan sắc, cuộc sống thảnh thơi vui vẻ. Chuyện các cặp đôi yêu nhau có tranh cãi là điều bình thường, nhưng tranh cãi mà cộng thêm cái nết gia trưởng và lạm dụng quy tắc bàn tay phải thì không được ổn lắm. Không ít nữ nghệ sĩ đã từng rơi vào mối quan hệ tệ hại như thế, nhưng không phải ai cũng tỉnh táo thoát kịp lúc như An Tây và Châu Bùi. Gần nhất, drama của tình cũ Châu Bùi nổi lên đã khiến netizen đào lại quãng thời gian cô và người này còn bên nhau. Dường như nữ fashion Nita cũng đã trải qua không ít đắng cay khi yêu đương với một chàng trai gia trưởng. Người ta là gia trưởng để lo cho em, còn đây là gia trưởng để răn đe người tình. Tâm sự về mối quan hệ cũ, Châu Bùi cho biết tình cũ đối xử với cô kiểu anh là con trai nên có quyền nặng lời với em, thậm chí còn tiết lộ người đó cọc tính. Khi ấy, nữ người mẫu vẫn đang bị thao túng tâm lý, nghĩ rằng chuyện này là bình thường. Sau đó, cô mới nhận ra và rút khỏi mối quan hệ toxic. Kết thúc mối duyên cũ, Châu Bùi đến với Binzy và biết được thế nào là yêu đương ngọt ngào, thế nào là một mối quan hệ tốt đẹp. Cô được nam rapper cưng chiều, chăm sóc đủ điều. Cả hai bên nhau vô cùng hạnh phúc và netizen cũng vui lây cho Châu Bùi. Trước Châu Bùi, một hot girl khác cũng từng trong mối quan hệ toxic, đó là An Tây. Thời điểm còn quen với Gian Bi, An Tây không được người ta ngưỡng mộ vì mối tình ngọt ngào, mà được chú ý bởi những khoảnh khắc thê thảm bên hè phố. Chàng ca sĩ thu cuối đã áp dụng quy tắc bàn tay phải với An Tây, khiến dân mạng bức xúc trong thời gian dài. Sau những lần tranh cãi trên phố, An Tây quyết định chấm dứt với Gian Bi. Giờ đây, cô tuy độc thân nhưng lại có những ngày tháng vô cùng vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Nhan sắc của An Tây cũng ngày càng thăng hạng, trở thành người mẫu và tham gia nhiều sự kiện thời trang. Ngoài ra, An Tây cũng hoạt động chăm chỉ trên Top Top cùng với em trai là những cây hài thứ thiệt.